và chúng tôi cho rằng là cũng cần có những cái sự nghiêm khắc của cái quy định của pháp luật, thì có như thế thì cái nạn phá rừng nó sẽ bị giảm dần đi, và có thể là từ đây về sau sẽ không có cái nạn phá rừng nữa.